Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tài Gia của mình. Hôm nay mình đi thu hoạch rau húng quế và cải xà lách nha mọi người. Cái rau húng quế của mình hôm nay mình thu hoạch cũng nhiều lắm mọi người. Ăn cũng hơi chậm trên bông nó ra đó mọi người. Hôm nay mình cắt một số rau húng quế vô mình ăn sống chung với rau xà lách luôn mọi người. Thời tiết hôm nay nó mát mẻ lắm mọi người, nắng nó dịu không có nắng lắm. Cái cây này nó bắt đầu nó có bông này, mình phải chắc cái ngọn này để cho nó ra cái tổ khác, để nó ra cái bông này, cái lá nó sẽ bị nhỏ đó. Cái rau húng quế này mình cắt cho mình ăn sống á mọi người. Mình có cuốn bánh tráng này kia, mình cuốn chung với thịt cá này kia mọi người, ăn rất là ngon luôn. Mình ăn chung với rau xà lách. Chắc đường số rồi mọi người, để mình cắt cái cây bên đây luôn mọi người. Có cái nào có cây bông nữa mọi người, mình cắt hết mọi người, để mà cái bông nó phát triển lớn quá thì cây lá mình nhỏ xíu. Dạ. Chắc mình cộng có cái bông á, mình ăn luôn rồi. Thu hoạch cũng được một số rồi đó. Cái vàng thủy canh trong đây nè mọi người, này cải ngọn phát triển lắm luôn. Rất là nhiều cải ngọt luôn. Cái cải này mình trồng sen liên tục để có ăn quanh năm, nào mình cũng có cải ngọt để ăn. Cái vàng thủy canh bên đây còn một số cải bề trắng nha mọi người. Mấy cây này nó phát triển rất là tốt. Thank you.
số cái bể trắng bên đây cũng hơn 2 tầng rồi mọi người. Đây có một số cải xà lách cho mọi người. Xà lách này mình đem lên sao á mọi người. Cũng khoảng 3 tầng. Hai cái vàng xà lách đây nè mọi người, hôm nay mình để mình đi thu hoạch nó luôn. Cũng hơn 3 tuần rồi mọi người. Cái vàng xà lách bên đây mình trồng chung với cải bể trắng nè mọi người. Cái này thì khoảng hơn 2 tuần rồi mọi người. Mấy cái vàng bên đây thì khoảng 3 tuần rồi. Lớn lắm rồi. Này mình đi thu hoạch luôn. Mấy cái xà lách này nè mọi người, hơn 3 tầng rồi nha mọi người. Cái này mình thu hoạch bằng bánh xèo rất là ngon luôn. Quá to ghê mọi người. Rất ngon luôn. Mình ăn sống cuốn bánh tráng, mình ăn bánh xèo rất ngon luôn nha mọi người. Để mình hái số này vô để mình cuốn bánh tráng ăn mọi người. Mình sống rồi.
cắt được 4 rọ ha mọi người. Mỗi rọ thì mình khoảng trồng khoảng 4-5 cây nha mọi người. Thì cắt 4 rọ này thì mình gia đình mình ăn cũng lắm rồi mọi người. Thì khi nào cần mình lên cắt thêm, khi mình cắt nhiều quá mình bỏ tủ lạnh nó không có tươi, không ngon. Cắt được 4 rọ. Để ra dài. Bốn rọ nha mọi người. Nhiều lắm rồi mọi người. Mình trồng ở vườn nhà đó, nên khi mình muốn ăn á mình nên cắt mình ăn liền nó tươi. Cái vàng này còn rất là nhiều rau xà lách nha mọi người. Tới ngày thu hoạch cũng hết rồi, thật là tận. Mình sẽ thu hoạch để cho gia đình mình ăn ra từ từ nha mọi người. Thành quả thu hoạch hôm nay đó là xà lách kìa, cây húng quế nha mọi người. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bảo quản cái rau húng quế nha mọi người. Cái hào rau húng quế này nè mọi người, sau khi mình hái vô thì mình sẽ lặt nha mọi người. Mình lặt bỏ những cái bông và những cái lá hư luôn mọi người, để trong quá trình nó bảo quản thì những cái bông nó đổ bông rồi nó làm hư rau, những cái lá úa nó sẽ làm hư rau. Nên mình trước khi mình bảo quản mình phải lọc bỏ hết những cái bông và những cái lá úa.
mình sẽ sử dụng cho rõ vào cái thau này để mình bảo quản luôn nha mọi người. Rau này nè mọi người, đây thì hái vô mình sẽ lọc hết những cái bông nó nha mọi người. Như trong quá trình bảo quản này thì cái bông này nó đổ á, nó sẽ lọc vô những cái rau của mình á, thì nó làm hư rau nha mọi người. Mình đây cái lá quế mình cắt cái đọt này nha mọi người, ngắn ngắn vậy. Còn mọi người mà có rau quế mình cắt cọng dài dài này cũng được mọi người, mình cứ để cọng dài hay cọng ngắn cũng được mọi người, nhưng mà mình chỉ lặt những bỏ những cái lá hư và những cái bông thôi nha mọi người, để mình chờ nguyên cọng như vậy mình bảo quản nó mới lâu được. Lật bỏ hết những cái bông và những cái lá úa nha mọi người. Rồi cái kia mình lật những cái bông và mình lựa những cái lá úa ra hết đó mọi người, thì mình tiến hành đi mình bảo quản nha mọi người. Thì cái cách bảo quản của mình là như vậy, mình sẽ dùng một cái thau và một cái rổ như vậy nha mọi người. Cái thau rổ nó đồng bộ nó đi theo mọi người giống vậy. Thì trước tiên thì mình sẽ đổ nước vô cái thau này nha mọi người. Đó. Mình sẽ đổ một lượng nước vô cái thau này để mình bỏ rau cho mọi người. Mình sẽ trước khi mình đem đi mình bảo quản không mọi người, thì cái rau này mình tưới cho nó tưới phun sương cho nó ướt vậy nha mọi người, ướt đều vậy đây, ướt đều vậy. Và sau đó mình sẽ đổ nước vô cái thau này. Mọi người lưu ý cái nước trong cái thau này nha mọi người. Đó. Mình chỉ đổ là nó vừa bằng cái đáy của cái rổ này thôi nha mọi người. Mình không cho đổ ngập lên nha mọi người. Đó. Vừa chạm cái đáy rổ này thôi. Thì để mình bỏ rau vô á, cái rau này nó không có tiếp xúc với nước nha mọi người. Đó. Nó mà cái rau này mà tiếp xúc với nước thì cái rau này nó bị hư úng á mọi người. Đó. Mình chỉ để một cái lượng nước như vậy. Thì cái nước này á, cái công dụng nó sẽ giữ ẩm cho cái rau nha mọi người. Đó, chỉ vậy thôi. Thì cái cách này của mình á, là mình bảo quản, cái cách này là mình sẽ để ở ngoài môi trường bên ngoài nha mọi người. Mình không có bỏ tủ lạnh. Và cái cách này mình bảo quản thì có thể mình giữ được hơn 2 tuần nha mọi người. Hơn 2 tuần mà rau không có bị hư, bị đen, bị úng gì nha. Người ta bảo quản á, một số người ta bỏ rau vô ăn mát tủ lạnh, người ta bảo quản và ta gói gì đó, mà cỡ nào đi nữa thì cũng 1-2 ngày là rau sẽ đen hết nha, cái đen cui hết, không thể nào được luôn, nó dập đen hết.
còn cái cách này của mình hướng dẫn thì mình sẽ để cái ra như vậy và để ngoài môi trường nha mọi người, không có bỏ qua vô tủ lạnh. Cái rau này mình sẽ bảo quản được khoảng hơn 2 tuần là rau đó. Còn cây xanh không bị hư gì hết nha. Sau khi mình lặt trong lá ố và những cái bông đó thì mình sẽ đổ nước ở cái thang gì vậy, và mình đổ nước tặng dưới đáy rồi không được đập lên nha mọi người, và mình đổ đi như vậy. Cái rau này cái khi mình bảo quản thì mình tưới phun sương nữa nha mọi người, cảnh ướt lá như vậy. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ đi kiếm một cái túi ni lông nha mọi người. Ở đây mình có một cái túi ni lông như vậy, túi ni lông sạch nha mọi người, thì mình sẽ trồng trên cái gỗ này. Nhưng mà cũng tùy theo mọi người nha mọi người, mình có cái bao túi ni lông này nó lớn á thì mình có thể bỏ nó vô cái rổ luôn nha mọi người, đựng cái rổ luôn, đựng cái rổ như vậy. Sau đó mình sẽ cột lại nha mọi người, cột lại như vậy. Rồi mình sẽ chờ nó một cái lỗ hở như vậy nha mọi người. Đó, như vậy nè. Chờ một cái lỗ hở như vậy. Rồi cái rổ này mình sẽ mình bỏ vô cái chỗ nào nó mát mát giống như trong nhà bếp. Mà đừng cái gần chỗ nóng. Mát mẻ. Nó tránh ánh nắng mặt trời nha mọi người. Mát mát thôi. Tránh ánh nắng mặt trời, tắm bếp này thì nó làm nóng cái này nè, bỏ cho nó càng mát càng tốt nha mọi người. Thì với cái cách này thì bảo quản cũng được hơn 2 tuần đó mọi người. Thì thật ra cái công dụng của cái này á mọi người, thì mình sẽ giữ ẩm cái hơi nước trong cái thau này, mình sẽ giữ ẩm cho cái rau nha mọi người. Nó cái hơi nước nó sẽ cho rau, và mình sẽ đẩy kính như vậy thì cái lượng hơi nước nó không thất thoát ra ngoài nha mọi người. Chứ mọi người mà để đổ nước mà để nó mở miệng như vậy thì cái lượng nước á nó thoát ra ngoài hết nha mọi người, thì cái rau lên lớp mặt này nó sẽ bị héo. Những cái rau phía dưới thì có thể không bị héo, nhưng mà cái rau lên lớp mặt nó sẽ bị héo. Thì mình phải cột kính cái vạch lại như vậy. Sẽ chừa một cái lỗ thoát hơi nhỏ vậy nha mọi người, để nó thoát hơi ra nha mọi người. Để mình mà đẩy kính quá nó hầm hơi, nó không có thoát hơi thì cái rau cũng sẽ bị úa vàng. Sẽ chừa một lỗ nhỏ vậy. Nếu mọi người mà không có cái bao ni lông mà bịt trùm hết cái lỗ này thì mình có thể phủ lên trên nha mọi người. Ở của mình cái lớn mình bọc luôn cái lỗ. Mình phủ lên trên rồi mình phát một cái lỗ nhỏ giống như vậy ở trên thôi, nó thoát hơi ra nha mọi người, chứ không được để kính nha. Người lưu ý là để một kính mít nha mọi người, không có thoát hơi ra là rau mình sẽ lún luôn, nó mất tác dụng luôn. Đó, để một lỗ nhỏ như vậy thì mỗi ngày á mình muốn cho nó ra nó tốt hơn thì mỗi ngày mình sẽ tháo cái bạch ra như vậy, tháo cái bạch ra như vậy, và mình sẽ đảo cái rau lên như vậy, đảo từ trên xuống dưới và rau dưới để lên trên như vậy, như vậy thôi. Trong cái mỗi ngày mình làm một lần thôi mọi người. Sau đó mình sẽ cột cái bạch lên, cột cái bạch lại như cũ. Để là thảo một lỗ như vậy. Thì với cái cách này thì mình sẽ bảo quản được cả hơn 2 tuần nha mọi người. Thì cái cách này thật ra mình cũng là mình có một số mình nghiên cứu mình kinh nghiệm đó. Còn ngày này kia ba cách bảo quản mình thấy nó hiệu quả cho nên mình chia sẻ với mọi người nhé.
mình ở nhà mình ăn thì mình không có bỏ tủ lạnh, nhưng mà bỏ tủ lạnh cỡ nào đi nữa mình gói bảo quản cục xì đen một hai ngày là rau xì đen luôn, không ăn được hư hết ra rau. Còn bảo quản mình làm cái cách này thì mình ăn khoảng hơn 2 tuần luôn mà rau nó còn tươi xanh. Và nhiều khi sau 2 tuần mọi người ra để ý cái những cái cọng rau vậy thì dưới đây nó cũng mọc rễ luôn nha mọi người, nó sẽ ra rễ luôn. Nó có một cái công dụng hay nữa là nó những cái rau mà một hai tuần rồi khi mình lấy ra mình ăn á thì những cọng rau với cái thân này nè sẽ mọc rễ ra nha mọi người, thì mình sẽ lấy những cái lá mình ăn và cái cọng này mình sẽ đi trồng lại nha mọi người. Đó, một công hai việc luôn, rất là hiệu quả luôn. Đó, trong hai tuần thì như những cái nhánh rau mà bỏ trong đây nó được có độ ẩm không mọi người, thì những cái gốc rau này sẽ bung được, nó nhảy những cái rễ ra mọi người, rễ rất khỏe luôn. Mọi người đem cái cọng lấy lá mình ăn, mình lấy cọng cắm vô cái ương mình trồng lại mọi người. Đó, vậy là mình có thu hoạch rất là nhanh luôn, không cần phải đi gieo hạt kia nó rất là lâu mọi người. Đó, những cái cọng này mình tận dụng lại luôn, mình không bỏ luôn, nó sẽ mọc rễ mình sẽ trồng tiếp mọi người. Nó rất nhanh thu hoạch luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mong là những cái kinh nghiệm của mẹ nhỏ này sẽ giúp ích cho mọi người bảo quản được cái rau húng quế của mình. Mình ăn bảo quản mình ăn rất là lâu mà không bị nhiều cái khi mình ở nhà không biết cách bảo quản, mình có nhiều quá mà biết bằng cách làm để nó héo hay là nó úng rất là uổng phí mọi người. Khi mình đi chợ mình mua ra về mình bỏ tủ lạnh rồi bỏ ngoài mà nó héo tủ lạnh thì nó úng rồi, nó hư ra rất là uổng luôn. Hồi trước thì cách này là trong cái mùa dịch đó mọi người, cũng nghiên cứu ra lâm thứ để quản cây rau, thì cây rau mình bỏ tủ lạnh này kia, có lúc thì đi chợ mình mua về nha. Mình đâu có đi chợ được thường xuyên đâu, thường xuyên mình phải trữ rau ăn một tuần hai tuần, mà rau bỏ tủ lạnh mà để lâu là rau nó cũng hư hết rồi, để cây rau mình giữ lâu dữ vậy. Nên mình giữ bằng cái cách này, thật ra cũng giống như hồi xưa dưới quê ông bà mình trữ rau củ quả. Ngày xưa làm gì có tủ lạnh, thì khi tối ngày thì mình lấy rau và lấy rau thì phun nước phun xương rồi lên để cho nó ẩm nước á, thì cái cách đó cũng hay mà nó giống như vậy đó, là mình cái thiên nhiên tự nhiên á, phun nước rồi bỏ chỗ mát mát thì cái rau này sẽ tươi hoài cũng rất là lâu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha, hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau của mình. Xin chào mọi người.